chúng ta sẽ xem cái bài thực hành trong đạo. Thì hôm nay trong cái quá trình mà làm ấy thì nói nhiều đến đạo đầu tư, nhưng mà thực hành nó và dẫn giải nó để chúng ta có thể biết được là cái việc đạo nó là một cái con đường. Ví dụ đơn giản như thế này, chúng ta có xây một cái hệ thống giao dịch thông qua kỷ luật, thông qua khung giờ giao dịch, hay thông qua phân tích kỹ thuật, hay phân tích cơ bản. Đây chỉ là một cái tầm gọi là rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì nó là công thức, nó là áp đặt các cái kỷ luật của con người trước một cái môi trường là thị trường. Và cái môi trường này nó là biến thiên. Môi trường này bản chất nó vô kỷ luật. Cho nên hành đạo, tức là con đường đúng, là yếu tố quan trọng để chúng ta thực hành. Bây giờ giả sử trong một cái môi trường mà chúng ta xem xét giá thường tìm về giữa của Ichimoku, nghĩa là giá từ đây đến đây, đúng không ạ? Vậy kỹ thuật ở đây chúng ta nhìn bằng mắt của chúng ta là giá nó sẽ về đây. Đây là một mô hình kỹ thuật. Hay là giá được đổ vào đây, xuống đèo xuống đây. Tức là xu hướng của chúng ta đã được bẻ gãy bởi kênh lên mà nó đã xuống rồi. Để làm gì ạ? Để hồi lên rồi xuống. Đây gọi là kỹ thuật. Hoặc giá đi ngang sau khi bẻ lái đẩy lên được gọi là xuống lên. Và cuối cùng là gì ạ? Nó bẻ làm cho chúng ta. Cái mắt của chúng ta là. Cho nên nếu trong giờ chúng ta không có một con đường thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta sẽ bị nó bẻ lái bất kỳ lúc nào. Đang lên ở sau cái biên độ thì nó lại xuống, gọi là chúng ta thấy được nó bị hẹo và chúng ta bị sai. Cho nên từ đấy chúng ta biết được cái con đường của chúng ta làm sao cho chúng ta có được cái nhìn, cái tư duy tốt. Vậy đạo giúp chúng ta tránh được cái tính vô kỷ luật, vô kỷ luật. Và tư duy đúng, tức là có đạo vượt qua nó. Thế là từ lúc nhỏ, từ nhỏ chúng ta làm theo kiểu cái việc nó không có đạo thì nó hay bị biến thiên. Nhưng nếu trong việc chúng ta hành xử và có đạo, hành xử có đạo, không phải là đạo lý mà là đã đạo trong trading, thì chúng ta sẽ ok, tức là hành nó. Vậy từ cái việc này chúng ta mới thấy được là hôm nay ấy, trong cái coaching ấy, chúng tôi mua rõ ràng nhìn thấy nó xuống, rõ ràng các trạng thái kỹ thuật là phân tích ấy, nhưng mà chúng ta sẽ có cái đạo, cái hành. Thế thì từ đấy chúng ta mới biết được các môi trường của đạo, hành đạo như sau. Hãy thực hiện cái trạng thái đầu tiên là trạng thái biết, biết chấm vào nó. Cái tính biết này là tính gột gạo, tính biết này chính là sự thật. Sự thực. Vậy trong trading chúng ta hiểu như này, trong lên nó sẽ có xuống, và đương nhiên trong xuống nó có lên. Cho nên chúng ta buông được ở trạng thái làm bạn, bạn cho tôi chiến lược lên dài hạn, nhưng tôi lại có thể nhìn được ngắn hạn xuống. Vậy đầu tiên chúng ta phải biết được là cái buy và sell nó không quan trọng. Đấy là yếu tố của hành đạo. Và buy và sell và phân tích kỹ thuật chỉ là một cái điểm nhỏ thôi ạ. Điểm nhỏ trong cây đỉnh. Nó là một bức tranh. Một cái bức tranh mà chúng ta thấy được. Bức tranh rất là lớn thế này. Nhưng nó chỉ là một điểm nhỏ trong cái bức tranh này. Thế thì từ đây chúng ta mới biết là cái tính biết đấy. Đó là thực hành biết trong trading. Đầu tiên là phải biết đấy. Nếu tính biết này là tính mà chúng ta hiểu sâu được là biết và luật của biết. Các tư duy của biết trong trading. Các tư duy của biết. Vậy thì chúng ta bắt đầu thực hành. Luận biết là những gì chúng ta thấy thực ra nó có tồn tại hay không. Chúng ta chìm vào cảnh như sau. Ví dụ giá đang lên, chúng ta cứ chìm vào cảnh đang lên. Nhưng mà cuối cùng thì đó là FOMO bật xuống. À, chúng ta không biết rằng là chỗ này là nổi cảnh rồi. Cho nên cần phải luận cái biết này. Biết tức là cảnh nó không tồn tại.
À, trong cuộc sống thế, hạnh phúc hôm nay, hạnh phúc hôm nay, hạnh phúc hôm nay, chúng ta an trú trong thời điểm hiện tại. Cho nên cái tính biết quan trọng nhất đó là cảnh nó sẽ không giữ mãi, đúng không? Chìm vào cảnh nơi mà diễn xuất của một bộ phim và cuộc đời cuốn quá hay xuất sắc, giống như bộ phim là Cô Dâu 8 Tuổi. Chúng ta biết được cái tivi ở đây, ảnh ở trong đây nó đổi, nhưng thực đó là cái vành của tivi, đó là gì ạ? Vậy thì rõ ràng chúng ta đã vào lệnh rồi, chúng ta đang vào lệnh bay mà nó cứ xuống thế này, thì chúng ta đang thực hành của cái việc là chúng ta nhập cảnh quá sâu. Cho nên phim Cô Dâu 8 Tuổi ấy là chúng ta khóc quá lâu, đúng không? Nhưng thực ra giật mình thì bảo cô không, đấy là nó diễn. Do vậy là khi mà chúng ta chìm cảnh là bay mà nó sập xuống này rồi, chúng ta mới biết được giật mình là cảnh nó đã đổi lâu rồi. Đấy là cái luật để biết. Sau đó chúng ta biết đến cái thuật ngộ trong trading, vướng lệnh và chìm vào cảnh mới biết. Do vậy để giải pháp của cái này chúng ta mới biết được điểm vùng đó, và khung giờ chẵn làm cho chúng ta mới thấy được là khung giờ chẵn để giúp cho chúng ta có một sự chân này. Sau đó là gì ạ? Điều phối cảm xúc, sự sợ hãi thực chất không còn thật. Cả ngày ban chúng ta những điều mà cảm xúc nhận được, nó vô tình mà ta cảm nhận được, chặn được. Đó, đó chính là cái ba cái yếu tố trong để biết và ngộ được thời đình. Thì là hành cảnh là như vậy. Vậy thì thực tế nó là gì? Một, đó là hiểu khác đi. Tính biết. Tính biết ở đây là gì ạ? 95% thua ấy, đúng không? Vì là học phân tích kỹ thuật. Nhưng 5% thắng thì người ta thì học trên phân tích kỹ thuật, ở luận. Ở đây chúng ta có được luận của các cái vấn đề biết này. Trong một đó là khung giờ chẵn, các bạn sẽ biết. Rồi, không phải là khung giờ lẻ, mà khung giờ chẵn. Hai nữa điểm nổ của giá. Của giá. Buy sell. Đúng không ạ? Của buy sell. Nó phụ thuộc vào khung giờ. Khung giờ chẵn. Sau buy sell rồi bắt đầu mới không một là cái số gọi là nguyên tố, số gọi là nhị phân, để các thang giá ở vùng không và một, không và một thì được để xây tốt hơn, thậm chí to hơn đó. Nhưng mà 369 là vũ trụ, vũ trụ để chúng ta bắt đầu hành cảnh đề CA đúng là vùng 369 vẫn được vào, và sai để đề CA tốt hơn. Đó, đấy là tính biết. Đó, từ đó chúng ta bắt đầu mới hiểu được là gì ạ? À? Sự dịch chuyển của TP là automatic. Automatic. Ví dụ, tôi bán ở điểm A, đây là điểm A, tôi bán ở điểm A, nhưng nó cứ lên, đúng không ạ? Tôi lại bán tiếp ở điểm B, điểm C thông qua một 369. Thế nhưng bình thường là chỉ cần xuống đến đây là tôi đã chốt lời. Vậy là bán ở 7 nhưng mà lên 9 được chốt lời. Đấy, nó khác với bán ở 7 buộc phải chốt lời ở 5. Đấy, đấy là tính biết đấy. Đấy là tính biết. Từ đấy chúng ta bắt đầu mới hiểu sâu được là phải thực hành nó, và tính biết thực hành nó. Tính biết là hội cảnh các vấn đề, tính biết luật của biết. Đúng không? Luật của biết. Và các video tôi có nói rồi, tính ngộ. Sau khi biết rồi bắt đầu là trạng thái ngộ. Trạng thái ngộ. Ngộ ở đây chúng ta phải hiểu được ngộ đây, điều là chúng ta gặp nó sẽ trong cuộc sống. Cái ngộ ở đây đầu tiên đó là gì ạ? À? Chúng ta phải biết là vũ trụ nó sẽ trả cho chúng ta những kiến thức chúng ta đã học. Rồi, tính ngộ. Sau đó tập trung vào ngộ thì phải ngộ được cái now trading. Nghĩa là mắt chúng ta nhìn, tay chúng ta làm, não chúng ta biết. Đấy, đấy là cái mà chúng ta phải hiểu được tính now trading là như vậy. Đúng không ạ? À, tính biết, sau đó là tính ngộ. Ngộ ở đây chính là cái now trading. Và từ đó cái giá trị của chúng ta là sẽ có. Nào chúng ta bắt đầu với tìm hiểu về now trading. À. Now trading tôn thờ một cái chủ trương. Và chủ trương đó là gì? Đó là nhìn thấy điểm vào, thanh thoát các nến nhỏ hay không. Nghĩa là nó lên là chúng ta phải nói là lên. Nó xuống là chúng ta phải nói là xuống. Ở đa khung, một, M30, M15 và đương nhiên có cả H4, M1 nữa. Cái sự bám thành chúng ta đã học rồi. Vậy tính biết là nào thì rõ ràng nó lên, tức là chúng ta khẳng định nó lên, chứ không phải là khẳng định nó xuống. Đấy là yếu tố quan trọng của nào trading. Và khi cái cuốn sách an trú trong thời điểm hiện tại đấy, và cái hệ sinh thái là nào trading nó được pha trộn bởi price action là các mẫu nến.
sau đó sử dụng các thuật phản ứng giá và nhìn thấy nó lên là chúng ta khẳng định lên để chúng ta chèn lệnh vào. Vậy thì có một cái điểm khác ở đây là gì ạ? Thứ nhất, now trading nó khác là phân tích kỹ thuật, tức là đoán nó nha, để cản ta mua và bán. Nhưng mà ở now trading là chúng ta ngộ ở tầm cao, đó là phân tích kỹ thuật là để vũ trụ cản cho chúng ta được luận. Và hiện tại ở now lên hay xuống, đúng không? Để hiểu được nó lên hay xuống có khác. Vậy phân tích kỹ thuật chính là như đoán là, và phân tích theo mô hình now trading bạn ngộ thì gọi là như nó là, tức là cuộc sống là now, nó là an trú trong hiện tại. Đấy, đấy là cái chúng ta phải sâu được cái trạng thái này. Vậy ngộ cái điều này giúp cho chúng ta biết được cái lõi như là NLP đấy, đúng không ạ? Nó gồm ba cái: biên độ chuẩn, lý thuyết cây dẫn hướng, chúng ta đã học lý thuyết vùng lừa rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây đầu tiên là gì ạ? Biên độ chuẩn. Biên độ ở đây là giá, là khoảng cách vào lệnh so với giá hiện tại nhá. Ví dụ tôi vào điểm A mà giá bây giờ nó chỉ là khoảng độ cách điểm A là 3 giá thì chúng ta không có sợ, nhưng vào điểm A mà giá nó cách là 30 giá thì chúng ta rất khó về. Cho nên biên độ của chúng ta càng thấp thì càng tốt. Đấy là biên độ, là lý thuyết biên độ chuẩn. Nhiều người nói biên độ phiên A 30 giá phiên Âu, 40 giá phiên phiên Mỹ, 50 giá, không có tác dụng gì cả. Rồi tiếp theo, lý thuyết cây dẫn hướng là khi ta nhìn thấy nên lên các tòa nhỏ vù lên thì nó sẽ trả về cái nến lên, nến đi ngang vù xuống nó sẽ trả về cây xuống, nến đi đi lên vù lên trả về cây lên, nến đi xuống vù xuống cây nến xuống, đúng không ạ? Đấy, đây là bốn mô hình: mô hình một, mô hình hai, mô hình ba, mô hình bốn. Bốn mô hình này lấy lấy cây dẫn hướng, đấy là sự thực hành của nó này. Vậy thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy, giả sử ở đây chúng ta thấy được là các cây nến đầy, ví dụ chúng ta có một cái cuộc chơi đó là nến đang đi xuống, xuống nó trả cây nến xuống, nến đang đi ngang vù lên nó sẽ trả cây nến lên, đúng không? Còn các trạng thái này sau khi chúng ta thoát cảnh rồi, nến này đang đi ngang vù lên nó sẽ lên đúng không? Nến đang ngang vù xuống nó sẽ xuống. Đấy, nến đang đi lên, đúng không? Vù lên vẫn đặt cây nến lên, nến đang đi xuống vù xuống vẫn đặt cây nến xuống. Đây, ví dụ nến đang đi ngang vù xuống nó trả cây nến xuống, nến đang đi lên đây bây giờ vù lên mạnh nó sẽ trả cây nến lên, nến đang đi lên đây đúng không? Vù xuống nó sẽ trả về vùng lừa, và bây giờ chúng ta sẽ xem không. Vậy thì thực hành được cái này, khi thực hành được cái này chúng ta sẽ thấy đây lý thuyết vùng lừa. Vậy lý thuyết vùng lừa chính là cái trường hợp này đang đi lên vù xuống đó thì nó sẽ tạo số 4 xuôi, đang đi xuống vù lên đúng không? Thì tạo số 4 ngược, thì đây gọi là vùng lừa. Cái tam giác này gọi là tam giác vùng lừa. Nó khác với dẫn hướng đang đi ngang vù lên, đang đi ngang vù xuống, đang đi lên vù lên, đang đi xuống vù xuống. Vậy tổng có 6 mô hình đúng không? Đấy, chúng ta sẽ thực hành cái việc này nhiều. Đây, thực hành cái việc này nhiều. Chúng ta sẽ có các trạng thái đây. Đang đi xuống vù xuống, đó, đang đi xuống vù xuống, hoặc là đang đi xuống ở đây vù lên, đó, đang đi xuống vù xuống, đang đi xuống vù lên, đang đi ngang vù lên, đang đi lên vù xuống, đó, đang đi lên vù lên tiếp, đang đi xuống vù xuống, đó, đang đi lên vù lên. Đây, đang đi ngang vù xuống, đang đi lên bây giờ nó sập xuống này, ta biết nó sẽ xuống là số 4 xuôi. Chúng ta hay bỏ qua quá khứ thực tại, phải không? Nên đang đi lên, bây giờ nó vù xuống là số 4 xuôi là sập. Đang đi lên vù lên đây chính là dẫn hướng lên. Đấy, đây là nó sẽ trả cái đấy lên. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta hành đạo của việc đấy. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được là các trạng thái của thực hành nó sẽ dẫn dắt dụ cho chúng ta đi đến vùng gì, điểm bùng nổ. Vậy thì now trading nó có các cái tư duy ngộ này, lý thuyết biên độ chuẩn, cái dẫn hướng, lý thuyết vùng lửa, điểm bùng nổ, cô đặt 50-50 chỉ có 3 Excel. Và đề CA đúng và đề CA sai, tức là 01369. Sau đó chúng ta có các hệ sinh thái Tarot Trading, podcast, các video và các khóa học của nó. Đó. Rồi từ đó chúng ta now trading rồi, chúng ta có ngộ, chúng ta có biết, chúng ta có now trading. Chúng ta lại có tiếp NLP, thực hành ngôn ngữ tư duy. Đấy, cho nên coaching nó rất quan trọng. Coaching cho các bạn rất là đầy đủ, đúng không ạ? Não và vỏ não có thể huấn luyện được đấy, sự coaching đấy. Vậy thì tin tức là sự bịa đặt có tổ chức, tại sao phân tích cái này? SL và TP, dopamine kiểm soát tần số rung động điểm bùng nổ. Đấy, đấy là cái ở trong để kiểm soát dopamine. Các bạn quay trở lại cái đấy, bạn các bạn học cái đó.
Vậy thì thực hành là luận cái đó, từ NLP rồi chúng ta mới thấy được 369 này, đúng không? 369 này. Vậy thực hành đó là pha trộn và các bạn ghi chép lại. Đó, lý do coaching đấy. Tất cả những yếu tố đó chúng ta mới thấy được là tư duy của chúng ta nó có tư duy nền tảng, vấn đề cơ bản. Đúng không ạ? Vận hành và tư duy bất bại. Đấy, đấy là cái. Thì từ đó chúng ta mới biết được luận và hành cảnh, cái đạo của chúng ta cần phải có như vậy. Xin cảm ơn mọi người.